Richard Nixon là tổng thống đặc biệt của nước Mỹ khi ông là tổng thống đầu tiên và duy nhất đã rời khỏi Nhà Trắng trong lúc vẫn còn nhiệm kỳ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ông vẫn được xem là tấm gương điển hình cho câu chuyện vượt lên hoàn cảnh khó khăn để có thể làm nên chuyện lớn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Richard Nixon, tổng thống Mỹ duy nhất từ chức khi đương nhiệm. Thời niên thiếu cơ cực. Richard Milhouse Nixon sinh ngày 9 tháng 1 năm 1913 tại Yorba Linda, California, Hoa Kỳ. Mẹ ông là một tín đồ của giáo phái Quaker, nên ông trưởng thành dưới ảnh hưởng của môi trường Quaker bảo thủ đương thời. Gia cảnh nhà Nixon chẳng mấy khá giả, nếu không muốn nói là nghèo khổ. Trại chăn nuôi của gia đình ông bị phá sản vào năm 1922, sau đó họ chuyển đến Whittier, California. Tại đây, cha Nixon mở một tiệm tạp phẩm và chạm xăng trong một khu vực có nhiều tín đồ Quaker. Richard Nixon được gửi đến trường tiểu học East Whittier, sau đó là trường trung học Fullerton Union. Trong năm đầu tiên học ở trường này, Nixon mất đến 1 giờ đi xe buýt mỗi lần đến trường. Dù vậy, ông vẫn giữ vững thành tích học tập xuất sắc. Về sau, để tiện cho việc học, ông chuyển đến sống cùng một người bà con ở Fullerton. Bên cạnh việc học, Nixon rất đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng bầu dục. Hiếm khi ông bỏ sót buổi tập luyện của đội, song rất ít khi chàng trai trẻ được chọn thi đấu chính thức. Đặc biệt trong vai trò một nhà hùng biện, Nixon đạt được nhiều thành công với vô số giải thưởng. Nhận thấy năng khiếu của Nixon, trưởng bộ môn Anh văn của trường Fullerton là H. Lynn Schaller đã tích cực dạy dỗ ông. Schaller luôn nhắc nhở học trò rằng, diễn giảng là đàm thoại, đừng hét vào người ta, hãy trò chuyện với họ, đàm thoại với họ. Năm 1928, Nixon chuyển đến trường trung học Whittier. Thời điểm này, gia đình ông rơi vào khó khăn khi người anh trai cả được chẩn đoán mắc bệnh lao. Gánh nặng đè lên vai Nixon. Để phụ giúp gia đình, ông thường thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, lái xe tải vào Los Angeles mua rau, sau đó về tiệm rửa và bày chúng ra bán rồi mới đến trường. Tuy khó khăn là thế, Nixon vẫn tốt nghiệp trường trung học Whittier với thứ hạng 3 trên 207 học sinh trong lớp. Sau khi tốt nghiệp trung học, Nixon được tặng học bổng để theo học tại Đại học Harvard. Song do anh trai đau ốm liên miên nên ông phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Cuối cùng, Nixon theo học tại Học viện Whittier và chi trả học phí nhờ khoản thừa kế từ ông ngoại. Ngoài việc học tập và làm việc, Nixon còn dành phần lớn thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, trở thành một nhà hùng biện có tiếng trong trường. Sau khi tốt nghiệp Học viện Whittier vào năm 1934, Richard Nixon nhận được một học bổng toàn phần để theo học trường luật Đại học Duke. Đây là một ngôi trường mới thành lập và đang tìm cách thu hút những sinh viên hàng đầu thông qua các khoản học bổng. Tại môi trường mới, Nixon được bầu làm chủ tịch của Hiệp hội Luật sư Duke, đồng thời được nhận vào Hội Order of the Coif của các sinh viên luật ưu tú. Tháng 6 năm 1937, ông tốt nghiệp Đại học Duke. Phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Duke, Nixon nộp đơn vào Cục Điều tra Liên bang FBI. Thế nhưng đơn xin việc của ông không nhận được phúc đáp. Do đó, ông trở lại California và được nhận vào Hội luật sư bang. Tại đây, Nixon bắt đầu hành nghề trong hãng luật Wingert & Billey, làm việc về tố tụng thương nghiệp cho các công ty dầu mỏ địa phương và các sự vụ về doanh nghiệp, cũng như các tố tụng liên quan đến di trúc. Đến tháng 1 năm 1942, Nixon chuyển đến Washington và làm một công việc liên quan đến quản lý giá. Vào tháng 8 năm 1942, Nixon được tuyển vào Hải quân Hoa Kỳ và hoàn thành chương trình học tại trường sĩ quan dự bị, được phong cấp thiếu úy Hải quân vào tháng 10 năm 1942. Vị trí đầu tiên của ông là trợ thủ chỉ huy căn cứ hàng không Hải quân Ottoman tại Iowa, rồi làm sĩ quan thường trực của Bộ Tư lệnh Không vận chiến đấu tại Guadalcanal thuộc quần đảo Salomon, sau đó là tại đảo Green Nisan ở ngay phía bắc Bougainville. Ngày 1 tháng 10 năm 1943, Nixon được thăng cấp thành đại úy hải quân. Khi trở về Hoa Kỳ, ông được bổ nhiệm làm sĩ quan hành chính tại căn cứ hàng không hải quân Alameda tại California. Đến tháng 10 năm 1945, ông được thăng cấp thiếu tá. Bước vào chính trường. Năm 1945, những người thuộc Đảng Cộng Hòa bắt đầu nản chí vì họ cảm thấy không thể đánh bại nghị sĩ Đảng Dân Chủ là Jerry Voorhees.
Do vậy, họ muốn tìm kiếm một ứng cử viên mới nhằm tiến hành chiến dịch tranh cử lớn. Lúc này, giám đốc chi nhánh ngân hàng Bank of America là Whittier đã tiến cử Nixon. Sau khi bàn bạc với vợ, Nixon quyết định tới California. Năm 1948, Nixon bắt đầu được chú ý khi ông phá vụ gián điệp Alger Hiss. Một năm sau đó, ông bắt đầu cuộc đua tranh ghế thượng nghị sĩ và thắng cử. Trong thượng nghị viện, Nixon hoạt động rất tích cực. Ông ủng hộ lập bang cho Alaska và Hawaii, ủng hộ quyền công dân đối với người thiểu số và ủng hộ cứu trợ thảm họa cho Ấn Độ và Nam Tư. Nixon còn bỏ phiếu chống kiểm soát giá và những hạn chế tiền tệ khác. Năm 1952, ông đồng hành cùng Eisenhower trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và trở thành phó tổng thống. Năm 1960, Nixon tiến hành chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ lần đầu tiên. Đối thủ đảng Dân Chủ của ông là John F. Kennedy. Trong cuộc đua song mã này, Nixon vận động dựa trên kinh nghiệm của mình, còn Kennedy tuyên bố chính phủ của Eisenhower, Nixon đã để Liên Xô vượt qua Hoa Kỳ về tên lửa đạn đạo. Cuối cùng, một cuộc tranh cử đã nổ ra trên truyền hình. Nixon thất cử với số phiếu chênh lệch rất nhỏ. Kennedy chỉ dẫn trước với 120.000 phiếu, chiếm 0,2% phiếu phổ thông. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Phó Tổng thống vào tháng 1 năm 1961, Nixon và gia đình trở về California. Tại đây, ông hành nghề luật và viết một quyển sách bán rất chạy là Six Crises, được dịch là 6 cơn khủng hoảng. Cũng tại California, Nixon đối đầu với Pat Brown trong cuộc bầu cử thống đốc bang California vào năm 1962. Thế nhưng thật cay đắng, ông lại thất bại trước Brown với số phiếu chênh lệch là 5%. Sự kiện này khiến sự nghiệp chính trị của Nixon lao đao, tinh thần ông cũng rất suy sụp. Trở thành Tổng thống thứ 37 của nước Mỹ. Năm 1968, Nixon quay lại chính trường với cuộc tranh cử Tổng thống lần thứ hai, và ở lần tranh cử này, ông đã giành chiến thắng. Ngày 20 tháng 1 năm 1969, Nixon chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 37 của nước Mỹ. Bước vào nhiệm kỳ của mình, Nixon mở rộng đối ngoại bằng cách xoa dịu mối quan hệ với Trung Quốc. Tháng 2 năm 1972, Nixon và phu nhân có chuyến công du Trung Quốc. Sau chuyến công du này, quan hệ giữa hai nước đã được xoa dịu. Cũng trong năm này, Nixon đến thăm Liên Xô và có nhiều cuộc đàm phán căng thẳng với nước này. Để tăng cường mậu dịch giữa hai nước, Nixon và các quan chức hàng đầu của Liên Xô đã đưa ra những hiệp định quan trọng như SALT I, Hiệp ước hạn chế toàn diện đầu tiên giữa hai siêu cường, và Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo. Nixon và Brezhnev, Tổng bí thư Liên Xô lúc bấy giờ, đã tuyên bố một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên cùng tồn tại hòa bình. Bên cạnh đó, Nixon cũng là nhân vật có ảnh hưởng lớn đến chiến tranh Việt Nam và Mỹ Latin. Thời điểm Nixon nhậm chức năm 1969, lạm phát tại Hoa Kỳ là 4,7%, mức cao nhất kể từ chiến tranh Triều Tiên. Chính sách Great Society được ban hành dưới thời Johnson cùng với phí tổn cho chiến tranh Việt Nam khiến ngân sách thâm hụt lớn. Mục tiêu kinh tế chính của Nixon là giảm lạm phát. Phương pháp hiển nhiên nhất là kết thúc chiến tranh. Điều này không thể nhanh chóng hoàn thành và kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục vật lộn qua năm 1970. Nixon dành nhiều sự quan tâm cho những sự vụ đối ngoại thay vì các chính sách đối nội. Ông có quan điểm về chế độ liên bang mới, đề nghị nhượng bớt quyền lực cho các bang, song những đề xuất này phần lớn bị bỏ đi trong quá trình dự thảo ngân sách tại Quốc hội. Đến tháng 8 năm 1971, vấn đề lạm phát vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, một năm bầu cử lại đang đến gần, Nixon quyết định triệu tập một hội nghị thượng đỉnh gồm các cố vấn kinh tế của ông tại trại David. Sau hội nghị này, ông tuyên bố tạm thời kiểm soát lương và giá, cho phép thả nổi đô la với các tiền tệ khác và kết thúc khả năng hoán đổi đô la thành vàng. Các chính sách của Nixon khiến lạm phát suy giảm cho đến năm 1972, song di chứng của chúng lại góp phần vào lạm phát trong nhiệm kỳ thứ hai của ông và thời chính phủ Gerald Ford. Tổng thống đầu tiên từ chức khi đang tại nhiệm. Dù Nixon là một thuyền trưởng khéo chèo trống, nhưng môi trường chính trị nước Mỹ thời điểm đó đầy thù địch. Chính vì vậy, nhóm cố vấn của Nixon thấy rằng họ cần phải thực hiện một chiến dịch vận động tranh cử thật quyết liệt mới có cơ hội giành chiến thắng. Trong số những chiến thuật đó, đáng tiếc có cả việc theo dõi bất hợp pháp.
Bê bối Watergate bắt đầu vào rạng sáng ngày 17 tháng 6 năm 1972 khi cảnh sát Mỹ bắt giữ 5 người đàn ông đang đột nhập vào văn phòng của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ ở khu phức hợp văn phòng Watergate tại Washington. Trong số đồ đạc của toán trộm, ngoài những tờ tiền có mệnh giá 100 đô la có số series liền nhau, các điều tra viên còn phát hiện một số thiết bị nghe lén, đặc biệt là vài mảnh giấy ghi số liên lạc của một số thành viên trong Ủy ban vận động tái tranh cử của Nixon. Nhà Trắng đã ngay lập tức khẳng định không liên quan đến vụ việc. Tháng 8 năm 1972, Tổng thống Nixon có bài phát biểu trước dân chúng. Ông thề rằng các nhân viên Nhà Trắng không liên quan đến vụ trộm ở Watergate. Hầu hết cử tri Mỹ lúc bấy giờ tin vào ngài Tổng thống và tại cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 cùng năm, Nixon đã tái đắc cử. Tuy nhiên, vài tháng sau khi Nixon nhậm chức, các nhà báo và điều tra viên của Quốc hội Mỹ đã tiến hành ghép nối các dữ kiện trong vụ đột nhập ở Watergate và bắt đầu chỉ ra rằng Nhà Trắng chắc chắn có liên quan đến vụ việc. Từ ngày 17 tháng 5 năm 1973, Ủy ban của Thượng viện Mỹ bắt đầu các phiên điều trần được truyền hình trực tiếp. Một tháng sau đó, cố vấn John Dean thừa nhận Nhà Trắng đang che giấu các sai phạm và Nixon có liên quan đến việc chi tiền cho 5 tên trộm và 2 hoạt động khác liên quan đến việc lập kế hoạch đột nhập Watergate. 3 tuần trôi qua, lại thêm một cố vấn khác của Nixon tiết lộ Tổng thống đã yêu cầu lắp ráp các thiết bị nghe lén vào phòng bầu dục, nơi làm việc của Tổng thống từ mùa xuân năm 1971 và hầu hết các cuộc thảo luận từ đó đều bị ghi lại. Nếu có được những đoạn băng ghi âm đó, Ủy ban điều tra sẽ có bằng chứng về sai phạm của Tổng thống. Vì thế, một cuộc tranh giành những cuốn băng giữa 3 nhánh quyền lực ở Mỹ đã nổ ra. Ngày 30 tháng 10 năm 1973, tiến trình luận tội Tổng thống bắt đầu ở Hạ viện Mỹ. Ủy ban tư pháp của viện này cũng bắt đầu cuộc điều tra riêng về vụ việc. Trước sự giận dữ của công chúng, Nixon sau đó đồng ý bàn giao một số đoạn băng. Tuy nhiên, 2 trong số những đoạn băng của ông bàn giao đã bị hủy và một đoạn băng khác cũng bị mất 18 phút quan trọng. Đến cuối tháng 7 năm 1974, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Nixon về các tội cản trở công lý, lạm quyền, che giấu tội phạm và một số hành vi vi hiến khác. Ngày 5 tháng 8 năm 1974, Nixon công bố tất cả các đoạn băng, cho thấy bằng chứng không thể chối cãi về sự liên quan của ông tới vụ Watergate. Đứng trước nguy cơ gần như chắc chắn bị Quốc hội Mỹ luận tội, 4 ngày sau, Nixon từ chức, trở thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ từ chức khi đang tại nhiệm. Sau khi từ nhiệm, hai vợ chồng Richard Nixon đã trở về tư dinh La Casa Pacifica tại San Clemente, California. Theo Hiến pháp Mỹ, Phó Tổng thống Gerald R. Ford tiếp quản quyền lực. Và một tháng sau đó, tân Tổng thống đã quyết định ân xá tất cả các tội danh mà Nixon có thể đã phạm phải khi còn ngồi ghế Tổng thống. Tháng 10 năm 1974, Nixon đối mặt với cửa tử khi phải thực hiện một cuộc phẫu thuật tim. Đầu năm 1975, sức khỏe của ông dần hồi phục. Thời gian này, ông bắt đầu viết hồi ký và tham gia một số chương trình truyền hình. Tháng 2 năm 1976, Nixon đến Trung Quốc theo lời mời của Mao Trạch Đông. Đầu năm 1978, ông cũng có một chuyến thăm đến Anh Quốc. Cũng trong năm này, Nixon xuất bản hồi ký RN, The Memoirs of Richard Nixon, cuốn đầu tiên trong 10 cuốn sách mà ông là tác giả trong thời gian nghỉ hưu. Cuốn sách bán chạy và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Trong suốt thập niên 80, Nixon đã đi đến nhiều quốc gia trên thế giới, tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo của nhiều nước. Ngày 18 tháng 4 năm 1994, trong lúc chuẩn bị ăn tối tại tư gia thuộc Park Ridge, Nixon bất ngờ bị đột quỵ. Ông được đưa đến trung tâm y tế Cornell, bệnh viện New York tại Manhattan. Ông rơi vào trạng thái hôn mê sâu và qua đời vào tối ngày 22 tháng 4 năm 1994, hưởng thọ 81 tuổi. Bên cạnh chính trường, đời sống riêng tư của Tổng thống Nixon cũng khá thú vị. Năm 1938, với suy nghĩ diễn xuất sẽ hỗ trợ công việc của mình, Nixon gia nhập nhóm kịch ở Whittle. Trong buổi biểu diễn đầu tiên, Nixon diễn cùng Pat Ryan và lập tức có cảm tình với bà. Nixon đã kéo Ryan ra góc sân khấu trò chuyện và bất ngờ ngỏ lời cầu hôn. Ryan vô cùng ngạc nhiên và cho rằng ông là người gàn dở. Nhưng Nixon vẫn kiên định chủ đích ấy trong những lần gặp tiếp theo. Năm 1940, Nixon và Ryan chính thức trở thành vợ chồng. Thời gian đầu thì hai người chung sống tương đối hạnh phúc. Tuy nhiên, sự thăng tiến trên chính trường của Nixon
cũng đồng nghĩa với việc đời sống riêng tư của ông đã bị xáo trộn. Đã có rất nhiều tin đồn cho rằng mối quan hệ vợ chồng của hai người đã rạn nứt. Mặc dù vậy, bà Ryan vẫn luôn âm thầm ủng hộ và tin tưởng chồng. Thậm chí sau khi ông Nixon rời khỏi Nhà Trắng thì bà còn khẳng định đó là mất mát to lớn của đất nước bởi vì ông đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ và còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.